không nè, hai người đang tình tứ với bờ biển nè. Khó luôn hả? Nè. Đó, 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 đó. Trời ơi. Trời ơi, đi hàng với chủ tịch, đi với chủ tịch. Trời ơi. Trời nè nè. Này là bên biển nè. Bán cái gì á? Kinh thấy rượu cam em nói ủa bữa nay sao mà bán cam này, em chạy vô sáng nó sáng vô em vợ phùng lên lấy đồ giống như lấy giống như của nhà mình vậy đó. Cái em nhìn lại cái rổ cam cho em nói ủa này nó chắc không phải sưng rồi, chắc là rồi. Ủa bạn kia bán lại hả? Bạn kia bán lại. Rồi chửi em không? Em yêu gì quá chửi em không? Biết bà không thấy nha em. Phải dù có bình thường bán bình thường thôi. Anh thấy cái rổ cam là em nói rồi rồi. Có ba bán bữa sáng là mình đỡ cập vợ. Trời ơi, anh kêu hát băm mở mở treo miệng mời treo miệng mèo dễ gì không ăn. Trời ơi, vậy là anh đụng cái gì anh cũng ăn luôn phải không? Ủa anh đọc cái này chưa? Rồi rồi khó rồi. Hữu Thịnh em muốn đi Vũng Tàu với anh Cưng. Trời ơi ơi anh Vũ, trời anh Cưng anh làm ai à, làm anh khóc gì vậy? Anh năn nỉ anh Vũ Nguyễn với anh chị đi xin người ta vô thẳng like kêu Cưng Nguyễn anh yêu cầm lum hết. Trời ơi khó bên Cưng Nguyễn, anh lên tiếng đi nè. Trời ơi chị Tú Anh, trời ơi tôi đang già lúc vậy không ơi, tôi đang ngủ chưa chủ mua nè. Lại lại coi thử. Cái bạn đi xe hả? Ông Tử. Ông Tử. Là chỗ điên điên á, đang giống. Trời luôn làm tôi mừng. Mấy tàu biết. Cảm ơn chị Lan Phương nha. Cảm ơn chị Lan Phương nha, ủng hộ của em nha. Dạ cảm ơn chị vậy. Em bị chửi ghê lắm chị Phượng ơi. Bò bò là chuyện lấy năm hũ dao qua bên Hàm Tử được không? Ê, sực. Anh Vũ Nguyễn cho miệng cái gừng trái hôm bữa mình ăn trong cơm siêu thị ngon ha. Rồi, em, được. Dạ ok, được cảm ơn chị Chị Phượng nha. Lâu quá chị bình luận á chị. Phải cái đó là cơm kia, không phải cơm trái gì đâu. Anh Lân Nguyễn. Cơm chiên mắm không? Hả? Chị Phượng nè. Chị Phượng thì anh phải nói đâu chị. Chị Phượng bên Nhật á. À, em chào chị. Lâu quá chị bình luận. Vậy hả? Bữa giờ em đọc em tưởng là chị Lan Phương luôn á chứ. Thì mấy ông không về chị Bụng Dương nữa, chị Bụng Dương cũng tin tiếng qua nữa. Xin sau khi chị Phượng nhiều nha. Chị Phượng á. Biết rồi. Biển Nha Trang trong xanh mát mẻ. Hơn anh Bo Bo ơi, trời anh chỉ hướng lẽ với anh Cưng Nguyễn. Từng con muốn học giáo bảo Vũng Tàu ngày 28 này này luôn không? Đi xin đồng ý không em? Cho anh trời ơi, tới công chuyện luôn. Cái này là anh Vũ Vũng Tàu có hai biển trước và sau. Đúng không anh? Anh Tân. Ôm cả hai biển luôn, trời ơi. Đó, nãy giờ là kéo cung tên nha. Có ngày này ngày kia mà. Ủa gì thôi, rồi. Ủa, vậy thôi bà bán cũng có ngày này ngày kia mà, còn bán không hết đem về ăn đi má. Như bán hết nhưng đem về đâu có gì đâu. Chứ bé bà làm gì ta? Sao bộ, anh nói hay chiến bên nào vậy, có cần anh Tân phục không? Có xem đó Sabo, có chị Bụng có xem nha anh Sabo ơi. Cho anh lại số tài khoản để anh kiếm 10 triệu giống em. Giờ Tuấn Nguyễn đứng ra đi làm từ thiện ở bên quận 8 giùm em nha. Nên giờ anh đi ra sân bay đi công tác. Vì em đưa cho số tài khoản. Phải cho... Lên cái tài khoản lên của anh. Chuyển cho tụi em nhờ Tuấn Nguyễn đứng ra đi phát. Bữa đây là ngon lắm. Thì anh chuyển đi Tuấn Nguyễn nó phát thôi. Thì đó em có ghi số tài khoản của em trên màn hình đó anh Phương Nguyễn ơi. Có gì anh chuyển khoản cho em hay là ngon hơn luôn nha anh Phương Nguyễn ơi. Trời ơi. Em sẽ ngút ra đưa cho anh Tuấn Nguyễn trên like, thẳng trên like luôn đúng nha. Rồi anh Phương Nguyễn ơi, đó anh có chuyển cho anh Dậu thì sẽ đưa anh Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ ủng hộ trong nhóm nha tiền. Đó để làm từ thiện nha. Cảm ơn anh Phương Nguyễn nha. Cảm ơn anh Phương Nguyễn rất là nhiều nha. Ở Chế Dũng nếu được ngủ với một đêm với toàn qua lóc hoặc Dậu, Chế Dũng sẽ chọn ai? Không chọn đứa nào chứ, ngậu thấy ghê vậy. Ủa chứ đây đâu có cho Chế Dũng đâu. Không đẹp lắm hả? Đâu cho không này chưa vậy? Ôi, cái hậu tới. Trời ơi, anh ra cái nhà ơi. Ôi, cái hàng tới. Hoa hậu Mai Diễm Phương. Ôi, học cơm kìa, học cơm. Mới ngủ dậy cái thằng. Mới ngủ dậy hồi tối đi làm tới 4 giờ đó.
xe 10 ngàn á tàu. Em đâu biết đâu đâu. Trời, chị chạy ra lên không đi. Không giữ xe 10 ngàn là ở đâu trời. Lên đâu thì chỉ đi. Điều đề bánh lăng gì? Ờ, dạ anh hỏi rồi. Điều đề bánh lăng luôn. Bánh lăng nữa. Điều bánh lăng không? Em không bán đâu. Nó toàn hết bánh lăng rồi. Ở kia muốn bán, chị bán đi. Anh giỡn gì nữa gì? Anh giỡn gì đùa kìa. Alo anh ơi, à, đại gửi xe 10 ngàn ở đâu anh? Còn nói á tàu không có bán nữa giờ còn em bán à bên gì anh được mà anh phải đưa xa địa chỉ 79 Hồ Thị Kỷ 79 Hồ Thị Kỷ á hả? Đúng rồi. Có cô bé bán ngang được không? Ai vậy? Ta giỡn cái má gì lượng ai hoài ai giỡn á. Cái dẹo á. Sáng số nhiên vậy trời. Rồi mà. Bà giờ bà chạy qua 79 Hồ Thị Kỷ đó, bà đem vô trong đó bà giao hết trong đó. Trời cho bà hỏi cho bên xe bãi xe 10 ngàn đâu chứ. Ờ. Trên cho miếng giấy thôi. Xe cờ cuối á, xe cờ cuối đây quyết định là hợp giống ngày 28 ở chỗ này ở Vũng Tàu luôn nha ba Nguyễn ơi, ra sân nhà của Tân Nguyễn chơi lớn luôn. Họ đa số hơn thiểu số. Nếu mọi người thấy như vậy là điều vui của nhóm thì em cũng đồng ý luôn thôi. Tấn Nguyễn nói chuyện dễ thương quá, về sân thôi nói nhiều đi, nói nhiều đi về cho toàn dậu nghỉ ngơi nè, kha kha kha. Tân ơi nhớ kêu người yêu em chuẩn bị. Trời ơi, có con lòng nha. Cũng ai người đó. Trời ơi, đúng lòng mọi người ơi. Em sáng nay là cái gì? Dạ, tôi đâu có đi đâu đâu, bậy đâu mà đốt. Em nói chưa đốt. Xe đưa hết chưa, kết rồi em rồi. Còn nuôi chồng nuôi con nữa. Thôi chứ mình nó không lòng. Ồ, ngày ngày gì bán gì đâu nãy giờ chưa có con đơn nào hết trơn. Ê, cái gì? Cái gì? Ôi trời. Không biết đâu mà chạp. Tại sao lỡ má. Sơn Tấn Nguyễn. Chạp cho sức khỏe là chạp của Yến Phạm nha. Chạp của Yến Phạm nha. Chưa ai mở hàng hả còn? Dạ chưa cô ơi. Chỗ đâu trái chùm. Trời ơi. Nhà bà chức mà. Chạp Yến Phạm cho chức khỏe nhiều nè. Bà chính là nhà bà chức mà. Còn biết nhà đại gia đúng nào. Kiếm chỗ nào kế bên nhà đại gia đã đãi tiệc nha. Dạ. Cái miệng chị Nguyễn Phúc Linh quá trời luôn. Được phục vụ anh với Chúng ta bán má cô Yến Phạm mở hàng lấy may mắn trời ơi cảm ơn con nha cô ơi chưa ai mở hàng cô ơi mở hàng gì nè cô ơi con ghi vô cô con ba người nha cô ba người bán cô Yến Phạm ơi 6 bịch cơm trái 3 hũ rong biển về sớm gấp gì má ơi dẹp đi dẹp ông bên đi dẹp ông bên cô mua về ủng hộ đi cô không anh bo bo nhớ nhé không thương em hả anh bo bo hả anh trời ơi anh Tuấn Thịnh nó đang cơm giấy 1 kg bao nhiêu vậy dậu ơi cơm giấy như vậy xem dạ 250 má Ngọc ơi cơm giấy 1 kg 250 má Ngọc ơi 1 kg là mấy bịch 4 bịch 1 kg là 4 bịch nha cô Bi Xin ơi 1 kg là 250 dạ 1 kg rưỡi á nhưng mà người ta đang hỏi 1 kg à ý là người ta hỏi mình 1 kg bao nhiêu 1 kg là 4 bịch 1 kg chả lụa 5 kg lạp xưởng 400 trứng rồi rồi cô Bi cô Yến Phạm rồi ok nha cô ơi. Cảm ơn cô Yến Phạm. Thôi trời, quéo lòng em yeah. Nhiên, kha kha kha. Ủa này có tặng không Tuấn Nguyễn? Yến Phạm gì? Ý lần này có tặng không? 4 ký chả lụa. 4 ký chả lụa, chưa từ từ. Theo anh Vũ Nguyễn nha, rồi, dạ ông ta nữa. 5 ký lạp xưởng. 5 ký lạp xưởng. 400 trứng gà. Mới nhìn xa lỡ. 400 trứng gà. Rồi con cảm ơn cô Yến Phạm rất là nhiều nha. Theo anh Vũ Nguyễn nha, gọi ghi anh Vũ Nguyễn giùm em. Rồi cô Bi xin lấy hết cơm trái rồi. Ghi là anh Vũ Nguyễn là được rồi. Lấy hết cơm trái rồi. Cảm ơn cô Bi xin. Rồi đi Vũ Nguyễn là người biết à. Lấy hết đi con, chạy lấy hết đi gà Bi xin. Cảm ơn lấy hết gà. Rồi ok. Cảm ơn Ngọc của chị nha. Lấy hết cơm trái, cô Bi xin hỏi cơm trái rồi. Đúng rồi. Nói rồi. Lấy cơm trái thôi. Cơm trái rồi. Cảm ơn bác Ngọc đi chị Nhiên. Dạ Nhiên cảm ơn rồi để đi bánh lăng xăng với má. Để đó đi, để đó đi. Cái đâu? Vào ngày 28 tây. Dạ cảm ơn bác. Rồi ok nha cô ơi. Để đây đi không sao đâu. Là bán này ngưng má của cái tiếp. Ngày khác bác Ngọc ủng hộ cho chị Nhiên. Anh ai ghi bác Ngọc 6 bịch cơ gì? 6 bịch cơm trái. Cái gì ký gửi không ta? Ký gửi. Bác Ngọc. Ký gửi.
Ủa này có đặt sao cầm giấy không được, sao cầm giấy không được, sao cầm giấy đi, sao mình cầm giấy? Dĩ nhiên một giờ sáng mới bắn mà. Anh đây là bên ngày 28 bên anh Hữu Thịnh á, 28. Chữ đẹp quá. Cảm ơn má Ngọc với cô Yến Phạm rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chị Yến Phạm 6 bịch đó đưa vào ngày 28 chị Duyên. Rồi cảm ơn cô Bi Sim, cảm ơn cô Yến Phạm nhiều nha. Đã ủng hộ nhóm của em nha. Rồi anh Vinh ra tới luôn, hãy lên Vinh. Nhưng chỉ còn có 3 hũ trong biển cháy tỏi thôi nha mọi người ơi. Đó, còn 3 hũ trong biển cháy tỏi nha cả nhà ơi. Đây, trả 70k một bao đi con. Đó. Nãy lũ ra ngô tử cà phê. 70k luôn hả? 70 rồi cảm ơn cô Bi Sim nha. Cô Bi Sim rất cảm ơn cô Yến Phạm đã ủng hộ nhóm của em. Má ơi, cho má đang bị. Má đang buồn quá đi. Má bị gì vậy? Má đang buồn, má đang sụt cười. Bán từ từ từ. Chồng lấy mà cầm chứ sao? Thì quá đi, em thấy nhắm được. Hai nói đi ăn kia trời. Ăn mới nói được chứ chế dụng. Cái ly đá mới được. Quá ổng rồi. Thôi mọi người, em cầm cây đi. Người cây hai ngàn hết đi má. Đương nhiên. Để đây ngọt lắm. Từ đem đổ đá ra má ơi. Gửi cây kìa. Hơi hơi. Ngọt quá má ơi, làm lại xíu đi, ngồi tôi ăn được. Nghe không chỉ được hả? Không phải mà làm nào uống, ai uống được thành phần nào uống được chân không? Dạ, biết cảm ơn. Có chuyện Vũ mua. Ăn lẹ đi. Đường mà. Dạ. Bà nói sao, bà nói để tôi ra tôi bờ ra phong lâm phong lá bán ế đó, thấy bà lên đường âm mầm luôn. Ủa là bà chưa có lên đó má, bà chưa có lên đường má. Không có lên đường mà. Có cái ủng hộ bánh lăng em không cả nhà, mua gì mà ngủ. Chuyện Vũ mua á. Vivi nãy giờ còn rau sữa chua cho Vivi quá, giờ Vivi rau bánh lăng. Không có rau luôn, đừng có sợ. Không có người đâu, thấy không, ra đây vô lấy dĩa bên đây ngoài đây được 200 hũ rồi. Trời ơi, ủa em gọi bạn là. Bây giờ ra đây mới lấy dí được. Đúng rồi, dí ngoài hơn lắm. Phải nhớ ơn người khác. Đúng rồi, tôi chưa có ngồi vô đây mà lại là lên 200 hũ, tôi có biết cái gì đâu. Thì bây giờ bạn bà ở đây là phải người là người đem tới cho bà hạnh phúc không? Trời ơi, đúng rồi, qua đây phải hạnh phúc. Bây giờ kinh ngồi nữa. Giống như là bây giờ mọi người muốn ủng hộ cho Toàn với Dậu cho mọi người nha. Trời. Sao cái mạo ghê. Còn hai cái quần má. Cái quần già lót nắng, cái quần trong nữa, yeah, hiểu không? Yeah. Là mặc ba quần. Đúng rồi, quần slip nữa là ba cái. Tôi làm tôi chưa kịp cỡ ra. Ôi ôi. Tôi bận bên ra. Anh Vũ Nguyễn đi ngày mấy vậy còn? Bên anh Vũ Nguyễn đi là ngày 3 tháng 8 nha cô. Ngày 3 tháng 8 nha anh Hữu, anh Thịnh ơi. Em nói rồi xem như không có em trên like. Đó anh Hữu Thịnh, trời ơi sao được anh. Ok cô Hiến Phạm nha. Đó Bibi mời cô. Cho con một chai nước uống đi cô Bibi. Bự nha. Không ông em không có đói giờ không ăn sù riêng. Cổ dẹo đó. Múc cổ về đi làm cho cổ con trai khổng lồ luôn. Cuối tháng cô về mà. À, đọc cái này vô. Con dâu tôi ồn ào quá nè, dạ. Trời ơi, dạ, cảm ơn ông Thịnh ơi. Con mẹ dạ, tân quyền hết cảm nha, thì phải đó anh Thịnh. Tân quyền bóp con nghiêu của con kìa. Con nghiêu luôn. Con nghiêu nữa hả? Bóp con nghiêu, bóp con sò lông của con kìa. Con đó đang bị đó nha, bà bóp đi giờ gán chịu nha. Rồi em có bán bánh lăng nha, có ai ủng hộ em cả nhà 10 ngày một cái nha cả nhà ơi. Rồi ăn đi baby. Ăn thị hả? Ăn gì? Nghe nghe. Thôi em ăn. Chưa có ăn gì chưa kêu ăn sầu riêng hả? Ở ai ăn cái vậy? Ba anh em sửa luôn hết luôn. Đi. Ăn đi, hai người ăn đi nè. Sửa hết luôn đi, anh em mình sửa hết đi. Ăn con muối. Giờ người ăn muối nữa xong luôn nha. Chưa. Em chưa có ấy đồ gì đó, chưa soạn rồi luôn. Tối soạn lẹ lắm. Soạn có 2 tiếng là xong rồi. Soạn có 2 tiếng. Làm cái gì nè? Lên đơn đi mọi người ơi, để không có con bà Tuyết Nguyễn mới nói em đi phong lông phong lá nữa mọi người.
hai ba muối luôn kìa, 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 thằng kia kìa, kìa. Thằng gì? Trời, nãy giờ tụi em nói chuyện 2 tiếng đồng hồ rồi có 1-2 muối anh nói em về anh Vinh. Anh lấy được không anh Vinh? Thôi ăn đi em. Đúng rồi, hay quá. Anh Vinh 10 điểm nha, anh Vinh 10 điểm nha lên. Thôi không ăn đâu cái nào. Cái lòng bà nó thơm mùi sầu riêng hay vậy. Nè baby, cả một móc da này cô nhét cái này vô trong thiên. Không ơi quá Toàn ơi. Không ngửi thơm má. Con này thơm thơm má. Có người nước xà thủ khoa mà thơm. Anh chai vô đi. Dạ. Cảm ơn cô Yến Phạm nha, ủng hộ con 50 cái bánh lăng nha. Trời ơi. Đó đơn đầu tiên của cô ủng hộ bánh lăng nha. Cảm ơn cô nhiều với anh Hữu Thịnh nha. Đúng rồi. Lâu cho anh lai gần 2 tiếng rồi em ơi. Phú Mai ơi, cảm ơn Cứng Nguyễn nhờ Cứng Nguyễn đốt Phong Long. Rồi đúng rồi. Anh Cứng Nguyễn đốt Phong Long hơn nha cả nhà. Con nhiều thiếu quá còn ốc rồi. Rồi hai anh tài của hắn nhập dạ cô. Cảm ơn cô nha. Có má. Ủa cô Yến Phạm cô ủng hộ là đi chung với anh Dũng Nguyễn đúng không cô? Cái nào vậy? Cô ủng hộ cho còn 50 cái bánh lăng. Dạ có một sạc không dạo? Lan tiểu đường. Dạ anh em tôi không có vài lại không? Trời ơi tôi đâu có sợ, một khi tôi bước qua đây tôi đâu có sợ đâu đúng không? Trời ơi. Mọi người thấy Bibi dữ không? Không? Này bạn nè má. Một sự kiện nào má? Nè anh Tuấn Nguyễn bữa nào á mình rủ Bibi đi du lịch nguyên đám mình đè cột quần Bibi. Trời ơi. Trời quá. Dạ không anh Tuấn Nguyễn. Em tung luôn giờ, còn cởi luôn giờ. Dạ cởi luôn giờ kìa, dạ không anh dậu. Cột quần Bibi. Đó là tôi đâm nha. Ê, cởi một Bibi thì tôi đâm đó cho. Bà ghê quá, chị em mà cũng ăn thịt đó hả? Tôi nói cho bà nghe, tôi là gái có chồng đôi lứa rồi, mà đừng có làm hại đời, xâm hại đời, xâm hại tôi đi kiện, bà gán chịu đó nha. Anh bảo dân với trẻ 10 tuần tiền của thành viên đó nha. Phía nhà con có đi hàng hả? Phía nhà có chạy ra nha, chạy ngoài thôi, chứ có chạy ra. Đẻ cái đầu xuống á, đẻ đầu xuống anh Nguyễn. Đó, chắc mấy quầy anh Tài, cắt ra. Cái gì vậy, trời ơi, cái gì vậy, nhập đi mấy, trời ơi. Anh sợ quá, lấy hàng đâu rồi? Lấy hàng đâu rồi, thằng đi khách rồi. Trời ơi, dùng mấy giờ lại còn đi khách rồi, ai đâu mà chơi. Tắt máy quay, anh cài khác liền nha, rồi Hưng Nguyễn nói. Là quỷ liền. Tắt máy quay cái là Bibi sống thật liền nha mọi người. Thôi xuống lại anh dậu. Xuống lại. Nè, tôi nói cho bà nghe. Tao nghe mẹ. Không biết rồi. Biết. Trời ơi, cái con đó. Cái này mà không biết chú Lai còn hoài dữ nữa, gấp 10 lần vậy chị. Lộ nguyên con á hả? Ừ. Hà em sống thật cho mọi người hiểu không? Đâu có ai như toàn vlog đâu mọi người. Sống thật thì lên đi. Quỷ kinh toàn đi mọi người ơi. Quên. Đĩa. Đĩa. Tài nó bán ăn xài chụp hình ấy liền luôn. Trời ơi, má gì dĩnh thiên kim mà lẻ vậy. Nhi đây ngồi đây Nhi. Bán xong rồi đó. Bẻ người đó hả? Bẻ người đó hả? Bán hết rồi. Trời ơi. Bán hôm nãy bán từ trong viên nhảy ra đây là hiểu rồi đó. Mà khỏe người rồi đó má. 50 hũ bên đi bên đồ Vũ Nguyễn Tròn. Rồi cảm ơn cô Yến Phạm nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Thôi ổng bóp đó má. Ôi. Má là già, chị già ổng ra cái gì mà trẻ ổng thai già cũng bỏ đó hả? Sợ quá à. Tôi nói tôi đang bị đó nha, mà đừng có bóp hốt tôi đó nha. Bị quà chứ mày không muốn đâu. 365 ngày, 365 ngày bị hết 365 ngày rồi. Trời ơi. Trời ơi, người đẹp sắc cơm liên ra kìa. Trời ơi, đông vui quá, nhớ ma lúc nào cũng đầy đủ nha đúng không Vy Vy? Lo chiều. Nhớ ma ăn sao Vy Vy? Nhớ ma mãi đệ. Trời hay quá. Ủa, giọng gì mà điệu, như liệu dữ không? Điệu bằng bà không? Trời ơi, con không có điệu rồi. Đúng rồi, bà không điệu đâu, bà Tuấn. Trời ơi, bà gan quá à. Ủa, điệu gì mà cũng chảy nước luôn. Ngựa, gì mà ngựa, sợ. Tôi có con ngựa mà, biết hả? Bây giờ anh muốn đét em. Ai vậy? Anh là 7 hồ. Rồi, biết rồi, 1.000 đô một đêm nha anh nha. Trời ơi. Quay mọi người cái toàn. Rồi, quay đầy đủ nha, cái nhà đó, anh dậu nha. Cái đầu anh nhận nhạc của em nha mọi người. Anh Tuấn Nguyễn nha. Gì vậy Bibi? Sao mà anh? Bibi, chị Nhiên, anh Nhanh Đình, anh Vinh. Đó, chị Phượng. Rồi, cảm ơn chị nha. Trời ơi, đúng rồi, trái cây ra đây ăn thôi. Ăn trái cây đó mọi người ơi. Chắc đổ vô đây chung. Ở đây là không có thiếu đồ ăn luôn á. Ở đây nè. Có bữa thì không có gì hết, có bữa ơi. Ơ Lâm nói 2 giờ ra, cái giờ Lâm chưa ra. Phi gọi cho Lâm thêm lần nữa, Phi nói 2 rưỡi Lâm ra còn giờ chưa thấy. Đâu Phi gọi nó thôi. Đã lúc 12 giờ còn nhắn tin cho Lâm, Lâm nó 2 giờ cao cho nước. Có giao sữa chua tận nơi không Vy Vy? Dạ có anh nha, anh ở đâu lận anh? Có rồi. Dạ anh ơi, anh gọi cho Vy Vy nha, Vy Vy giao nha anh ơi. Ai vậy?
anh này anh biết anh tên tiếng ngoại quanh anh đó, tôi tiếng Anh. Chào chị Bi Xin và anh Hữu Thịnh, rồi chào anh Đặt Hùng nha. Bỏ chào tất cả mọi người hôm nay đã ủng hộ cho tụi em nha. Nói chung trong nhóm rất là vui vẻ nha chị Nhiên. TV anh Dậu em bán là nói chung anh chị ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn anh chị chưa làm. Chị nói gì kìa. Gì vậy? Để mua đồ giùm toàn Dậu nha. Đám ơi. Vậy à, để chị mua đúng không? Không không, có gì trên mạng tao mới mua. Còn Thái Bay không có gì trên mạng tao mới mua. Trời ơi, ra rồi lắm chưa ra nữa. À, chị nói không? Rồi em lấy ra liền. Không, bây giờ nó tính về nè. Chị cứ làm mình đi lấy. Chị cứ làm khó cho em hoài. Rồi không thấy cái món hàng gì hết. Thấy cả mua. Nói khơ khơ. Không biết. Đúng không? Chị Nhiên ra bán đồ nè, đó có đồ không, cái này đồ dư, đồ còn dư của chị Nhiên nha, như đây là hết nha chị. Đúng không hả, đồ còn dư không chị? Hai bay có gì trên bàn tao mua hết. Gì? Đó, đồ bay có gì trên bàn tao mua hết. Có hai cái thần già của tụi nó. Trời ơi. Nhưng mà nói giờ tụi em bán gì rồi sao giờ vậy? Chú Quảng chào chị Chú Ca nha. Chị cứ làm khó mấy đứa em này hoài. Đó, hôm nay chị sạch sạch. Chị có hồn mọi người ơi. Không, chú Ca kiếm ăn với Suka kiếm chị rồi nha. Ừ, đúng rồi. Đó, anh Vinh Đình nói mọi người kiếm ăn với chị Suka kiếm mối à. Đó. Thật sự, tôi có gì bán gì đâu, thấy đâu. Ai chim mông khỉa. Ai? Ê, anh Kinh Đình nghe, sao chị không phạt anh Kinh Đình đi, chị phạt của em. Của em nhớ chị nhờ, alo còn có liền. Giờ chị không phạt anh Kinh Đình đi chị. Trả công để nghĩa kìa chị. Ê, ủa? Không có alo chùa nha. Thì em nói chùa mà chị làm gì. Thôi hay quá chị. Hay rồi. Quá chị ơi. Em đó. Chỉ có, em chỉ phải hợp ăn ý nha. Đó. Thì vậy mà. Cháu luôn con em. Cái trời ơi, anh Cưng Nguyễn ăn gì chưa? Chào Suka, anh Chủ Nguyễn chào Suka nha. Dạ, chào anh Chủ Nguyễn. Rồi, đọc hết rồi, đọc cái đầu anh. Dạ, Chủ Nguyễn chào Suka lên. Nè, bánh bông lan kiếm BB, kìa, BB mạnh mẽ giống không. Ủa bánh bông lan yếu đuối quá. Sao má nó sao gầu dễ sợ. Ra đây chơi nè má ơi. Bây giờ đi, đi BB. Rồi, con này đã bị over tinh kinh nặng rồi nè. Vừa ăn xong rồi, 28 anh em mình gặp nhé. Con giờ con yến bạch với sức khỏe còn ơi, cho anh xin thôi đi. Rồi, đọc xuống họ đi khách mua rồi, đọc số, đọc đi, trời ơi. 0764322715, ở trên YouTube em có phần số điện thoại của em á, mọi người ghé bên 10 mọi người. Đọc lại lần nữa, Bibi. 0764322715 là Zalo của em nha. Rồi đó, mọi người cứ ăn đặt cho Bibi nha mọi người ơi. 0764322715 nha mọi người. Đúng rồi. Nói này khỏi ngủ nữa, sử dụng đâu. Không, có đó, họ gọi có đi rồi. Gọi số gọn được cũng cho nữa. Không, gọi Zalo, có Zalo. Zalo em mở chế độ là gọi công khai bình thường hết trơn. Không có gọi, điện thoại gì đó là gọi số di động thì sao? Tuy vì bị nhiều người phàn nàn là gọi không bao giờ bắt máy. Không có bắt máy mà. Nè, Zalo của em là mọi người đó, mọi người cứ em Zalo em. Gọi số nào gọi được đi. Có số. Tuy vì ngoài vòng cuộc sống, trong vòng cuộc phê. Thông cảm đi. Không có số ngoài. Không có số ngoài. Có số ngoài. Gọi đi khách em bữa em cho số điện thoại á, cái tao gọi rủ đi khách, mà má có đi khách đâu. Gì đó vậy? Cứ mò 500 một lần. Ok. Đó, mò 500 lần anh có Nguyễn chịu chi liền á. Thôi má ơi, tôi đang bị mà đừng có làm như vậy mà bà. Chỉ nhau thôi bà, đừng có làm như vậy. Ủa anh có Nguyễn top mà. Top đâu? Nguyên con bóng lộ lộ rồi thôi. Thôi mà. Mày thử mình chổng đích lên nữa, đâu có chơi mình. Đâu có được. Trời ơi, đâu có được. Không được. Trời ơi, nghĩ sao mà bán cái trên Kinh Đình hay thiệt luôn đi lúc. Lúc sung sướng không trên Kinh Đình hở lúc khó khăn đâu. Cho anh cho vào dĩ vãng đi Đạt Hùng ơi, mọi người quên rồi em đừng nhắc nữa. U u. Chào Đạt Hùng, chúc sức khỏe. Tân Nguyễn ơi, không dễ giận đâu. Bánh bông lan. Bùi Lâm Bùi, Tân Nguyễn nay mình là cự mình, hại mình đó, bánh bông lan. Hello, Vũ Nguyễn. Có cô xin chào anh Vũ Nguyễn nói đúng. Ừ, thôi lấy đi, ngượng nữa, em có ăn uống nước gì đâu. Em không có đâu nước. Để cho mọi người. Lắm. Ủa Bùa Lâm Bùa có gì đâu, có ai cho mà. Có hai bịch. Đâu rồi em tháo cho. Có lên được mọi người ơi. Mấy chai một chai không chị? Đưa chị một nửa lít nửa hộp tao, nửa hộp.
Mỗi người ba chai. Mỗi người ba chai. Ờ, mỗi người ba chai. Đưa lên xe đi. Có hai bịch tết chị đưa. Nước mắm ngon lắm chị. Nước mắm chính hiệu nha. Đông lại. Ông đang lấy bịch. Ông mua bịch. Ở đây sao không mua? Thôi cái thùng đó đi các bạn, em lên đi, mặt lên cũng sáng quá hả? Anh Duyên hả? Đây có gì trời. Rồi bà Tướng, bà Tướng lấy cái xuống ra. Sáng để Tướng. Em không có nấu ăn. Anh dịch bài giống như Tướng. Em thích chậm tặng. Đi khai với bà Tướng. Buồn uống cà phê gì nước ảnh gì đó. Dạ nghe là sao lờ. Uống được anh là. Ở đây